và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fury Day. Hiện nay mình sẽ quay tiếp những tập tiếp theo của tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem. Và ngay bây giờ đây thì cuộc hành trình của mình sẽ chính thức bắt đầu. Thì cái thằng sát nhân cầm khéo kĩa bông tỉa hoa này không phải là mình nha anh em, chắc chắn luôn. Mình là cái anh Phi Châu này nè. Thì cũng đã rất là lâu rồi ha, thì mình không mang Phi Châu quay trở lại. Thì ngày hôm nay Phi Châu sẽ chính thức quay trở lại trên channel Big Boom ha. Thì liệu là Phi Châu có làm nên kỳ tích gì hay không, hay là vẫn còn ăn hại như xưa, thì mời anh em theo dõi hết video sau đây để biết thêm kết quả. Chứ kết quả thật sự sẽ không đi tìm anh em rồi. Để mình lấy cái này cái hút hết. Mình mấy nay chịu lụm lắm, cái gì được mà mình lụm sạch ở bản đồ luôn, lụm luôn. Lụm xong đẩy tủ lại. Ủa, nhưng mà lần lụm xong đẩy tủ lại mà anh em. Nãy cái kia lụm xong đẩy lại, cái này lụm cái xong lấy luôn, không đẩy vô. Đẩy vô cho mấy thanh niên kia lầm tưởng chơi vậy á. Ờ, được chùm pháo bông nè anh em. Ồ, thanh niên Phi Châu hên dữ ta. Để đây lượm được biết bao nhiêu là món đồ. Rồi bây giờ thì cứ vô căn nhà này đi. Ngoài trời gió lớn mưa to, phải vô nhà ẩn núp chứ anh em. Đó, phải trốn trong đây. Có thêm chị Jose da đen nữa, coi như đúng bài đủ bản rồi. Mà thôi, không có cũng không sao cả. Một lát thế nào cũng đoàn tụ thôi mà. Để coi có chị Jose da đen không. À, không có anh em. Dòng này chỉ có hai em nữ thôi. Đù, hàng hiếm nha. Giết dây sinh hay xem bộ là hơi bị khó đó. Canh đè đầu đè cổ giết hai em nãy đó, coi như là mọi chuyện xong xuôi kết thúc chấm hết. Nhưng mà nghe nói thì dễ vậy hơn em, chứ thật sự là khó lắm nha. Dây sinh phải ít nhất là cũng phải có một chút trình, ít nhất là cũng phải lên xe danh 3, tệ lắm là cũng phải lên xe danh 2 mới ăn được hai chị em nữ đó. Rồi xong, điện bullet luôn rồi anh em. Quá dễ vậy ta. Vậy mình giờ mình chết thì mình thành mì tôm mà, đơn giản vậy luôn hả. Bởi vậy mọi thứ rất là giản đơn đối với mình anh em à. Rồi lấy cái búa trắng hiên lôi đi, để xem coi trong đây có ác quỳ không. Rồi búa gì lần hai ba cái đang cây nữa nè anh em. Bộ triều phu trẻ củi hay gì mà búa bùng gì quá trời à. Ồ, ra trại lửa có hiêm đồ nữa nè. Thường là trong mấy trại lửa này có đồ chát, nhưng mà biết bây giờ có hay không thôi. Giao bỏ túi đi. Chảo chiên trứng làm gì. Súng. Cái này phải ảo diệu anh em, thấy ảo diệu không. Đáng lẽ là vừa cầm búa vừa giác cái súng theo vẫn được ha. Nó lụm có món đồ ha. Không hiểu nổi nữa. Cây súng có cái đầu đeo không đeo trên lưng được mà. Gì anh, gì anh. Em đâu có lỗi lầm gì. Sao anh bỏ em đi. Em nào có lỗi lầm chi. Anh ơi, còn tí chết em anh ơi. Bắn thêm cái nữa chứ không phải vậy không đâu. Để lỡ đi, bắn á. Ôi đi, nguy hiểm quá, nguy hiểm, đừng đập chung với chúng ta. Sát nhân này có trình rồi anh em. Trình độ thẩm định cao sang. Em có làm gì đâu. Em đi em chạy thôi mà, mấy anh làm quá vấn đề lên đi. Còn tí chết rồi anh em. Hên là cái thằng đó nó không biết là sao nữa. Chắc là muốn lấy cái kiểu chiếc đẹp cũng dạng mà giống giống mình lúc trước đó anh em. Em đóng cửa lại nhà anh ơi. Em chốt cửa luôn đi mà. Làm gì với em kinh thế. Thôi em chạy đây. Phóng gì phóng kinh thế anh. Chốt cửa lại. Chụp gì anh ơi. Anh chụp hả. Giải liền. Còn tí cũng cơm. Mém tí nữa rồi. Chốt lại. Rồi xong. Mọi thứ coi như bỗng thu bé lại. Vừa dần một cô gái. Phóng gì anh. Anh làm cái đủ chưa. Ê, cứu. Sát nhân. Nên là gọi là dẫn suối vào nhà. Chạy lại chụp đầu à. Mình mấy nam chạy xuyên stamina quá ta. Dạng lâu lâu chân lục nghề lỡ anh em. Chạy đi. Chạy đi Phi Châu. Nó xuất hiện á. Nó không tin lời mình. Nó vẫn không nghe. Nó vẫn chăm chút nó đổ xăng. Từng ly từng tí. Sát nhân yếu nghề rồi. Mình chơi mình quần vậy yếu nghề rồi.
Chứ nó hình niên. Trời ơi không có chiêu thức gì luôn anh em, quên nữa chứ. Nhớ mình ạt rồi mà ta. Chắc nhân với ai vậy? Hồi nãy mình có làm gì đâu mà đè đầu đè cổ dí mình kinh vờm luôn á. Sữa nè. Bay đầu. Ủa hình đi vẫn còn sữa. Hay dữ ta. Nó chém với đít máu không. Cố cái này xuống là dính tu liền rồi nè. Mấy cú này ưa nó ưa rớt thiết xa nạ lắm. Think I put that on right. Anh điên ngồi kêu thằng điên này chứ. Không ngờ có một thằng mà nó điên như vậy luôn á. Cái gì vậy? Ủa sao giống có táp quá à. Giờ tới phiên mình điên heo. Sửa liền, sửa xe liền. Ai có chìa khóa ra đây? Sao mà giống dẫn sát nhân lại đây quá à. Giờ tới nó. Hồi nãy là ảnh đổ mình gõ. Giờ tới mình đổ ảnh gõ. Gõ báo me đầy quần rồi. Rồi không sao, cứ tự nhiên đổ gì đâu. Mỗi lần lúc trước mà Ri đây mới ra đó anh em là giết bồ nhà được luôn. Mình lúc trước mình chơi đầu tiên mình thục chết hai thanh niên luôn. Mình cũng không biết là tại sao mình làm vậy nữa. Mình tưởng đâu nó muốn bắn được. Thấy sát nhân chụp cổ mình lại mình ứng cứu. Mà không ngờ sử dụng một viên đạn trúng hai con nhãn luôn. Trúng ba con luôn. Gì anh? Làm gì múa ghê thế? Hay lắm. Come on. Đừng cứ cả bình tĩnh lại đi chứ. Sát nhân này vô tội mà. Hảo thiết xa nạ ra hay lắm. Mẹ mè ghê. Sát nhân này nghiệp dư ở đây mà. Cao tay ấn là từ nãy giờ bắt mình biết bao nhiêu, biết phóng video các kiểu luôn rồi, thấy rồi biết ghê rồi. Vậy mà không bắt luôn ta. Không bắt mình luôn. Đập nó luôn, sợ gì, chạy vòng. Vòng quanh thế giới. Chém đích liền. Vô đây lấy miếng đồ cái đã anh em, hết đồ rồi. Hết đồ xài rồi. Trong đây thanh niên nào đi cũng không chịu đóng cửa lại. Mình vào mình trà trộm thôi. Rồi banh cái mặt nạ. Khiêu Jason. Khiêu. Để đây mình chết cho mình làm mì tôm. Hold Tommy. You die. Chết làm Tommy. No. Cây à? Jason này nó sao nhẹ. Đừng vào với niên thiệt chứ. Cứu liền. Cứu mình cứu lại. Ôi túi xanh mộng mơ. Tháng năm bao ngày. Gõ đít liền. Làm Tommy anh em. Mày ngon đi lụm cái kéo coi. Why won't you fucking die? Coi ai là người bị giết trước nào. Help. Oh God. Bị giết có đi. Ngon mày giết có đi. Giết đi. Đây. Giết. Thằng ngu đi. What Jason? Kill. Jason sao không giết mình? Chụp đầu giết đi. Chụp đầu. No. What Jason? What can stick? I'm your friend. I am friend. Die Tommy. Die? You want me to die? I'm out! Die, Tommy Killer Jason! What? Ở đứng đây làm tấm selfie luôn. Mình đi đâu à? Sao không giết mình mà đi điên đi khùng vậy anh em? Trời ơi, vậy mà cũng có thanh niên mà cấm đầu cấm cổ chạy. À đù, thanh niên đó chạy mới làm Tommy á. Vậy mới hay á, quên.
Có khả năng thanh niên đã làm Tommy ha. Nhưng mà chưa chắc đâu. Sự đời vẫn còn có thể chuyển thay anh em à. Càng khôn còn có thể chuyển đổi được mà. Phone Tommy. Phone đi, phone đi, phone đi. Sao mấy thanh niên này chịu phone Tommy ta? Ê cái gì đây, bị lỗi rồi. Thôi nè, mình ra ngoài mình sẽ biến thành Tommy nè. Thanh niên ấy đừng có tưởng đó là một mình thanh niên đó muốn thành Tommy. Ok, có hạng hành luôn rồi. Kill. Vô dụng. Làm tấm selfie chơi coi anh bạn. Trời ơi, này mình làm dây sinh là coi như là mồ tổ tông chín đời tụi nó cho nó ăn mình. Dây sinh sao không có quỳ dữ rồi ta. Kill. Lấy lúa. Mình đâu. Đù. Ủa mình đâu? Mình không có lên tivi anh em à. Thanh niên mình đâu nhờ? Đời sinh viên có cây đàn guitar. Nhỏ kia chạy lên núi luôn rồi. Không có mình anh em à. Quần áo đồ che lại hết rồi. Vãi thiệt chứ. Lâu lâu mới chơi game này mà không ngờ dây sinh lại yếu nghề yếu kém như vậy. Bởi vậy không có mình dẫn dắt là coi như hãng game phải dẹp tiệm thôi. Nên là bây giờ là mình đã quay trở lại và màn sau mình sẽ cố gắng làm dây sinh. Đã cố được hay không? Nói chung là cũng tùy vào trường hợp anh em à. Ngồi kiểu này chết quá. Rồi ok. Vậy là màn đầu tiên cũng đã chính thức vượt qua rồi đó anh em. Ngừ killer được dây sinh là một cái anh chàng đâu rồi. Ủa anh chàng đâu? Ở đây nè. Quy giai. Sao mình dịch ra sẽ không ký giái quá vậy. Rồi. Để mình đổi nhân vật chơi ha. Thì chơi Phi Châu đã rồi. Bây giờ chuyển sang chị Hoshia Gia Đen anh em à. Đó, chị Hoshia Gia Đen có kin không? Kin mình lấy đồ đầy đủ hết rồi. Rồi đó. Ready, let's go. Ready, let's go. Gì vậy? Cái chuyện gì kỳ lạ vậy? Trời ơi, giờ ngồi chơi game mà bị tê chân chết rồi. Tê chân quá anh em à. Rồi lẹ đi, chờ mình làm thêm một màn nữa ha. Rồi bắt đầu mình up video mình nghỉ. Một màn nữa thôi. Để coi mấy thanh niên này, trời ơi, level 150. Trời ơi, ký giái này cũng 150 luôn. Nãy thanh niên nào làm dây sinh mà sao yếu dữ người ta. Gặp mình là không phải là như vậy đâu ha. Không phải là sửa xe hay là killer dây sinh gì các kiểu đâu. Ủa cái gì đây? Fan anh Tuấn. Rồi, chào em. Ủa kết bạn luôn. Đâu rồi, fan mình ở level 66 cũng kinh đấy. Kinh vòm luôn. Kết na với em nha. Ủa kết na là gì? À kết bạn. Viết cho đúng chủ ngữ vì ngữ tiếng người Việt Nam chúng ta chỉ cần sai một từ, thiếu một câu, sai một chữ hay là coi như đã ra một cái nghĩa vô cùng khác biệt luôn. Rồi bây giờ đây thì mình sẽ vô mình làm dây sinh. Mà mình làm dây sinh thì anh em biết là cái cảnh đời gì bất hạnh xảy ra rồi. Chắc mình nghĩ không phải là mình đâu. Nhưng mà khi mà nó vô cái thằng này thì xác định. Xác định, anh em cứ xác định mấy thanh niên ở trong đây là từ trên xuống dưới, từ trái qua phải là coi như đi xuống dưới bầu quạng với diêm vương hết. Rồi ha, thì mình chờ thử xem liệu là mình có phải trở thành tên dây sinh máu lạnh hay không. Hay là một người chơi có mệnh danh là chị Hoshia Gia Đen. Thì nói chung là cũng tùy theo nhà sản xuất cho mình thôi anh em à. Và cũng tùy theo là máy sắp xếp cho mình như thế nào. Mà sắp xếp cho mình làm dây sinh đi. Chứ mấy nhân vật kia làm dây sinh yếu kém quá. Chẳng hạn như ai đây nè, tan rùi 31 này nè. Đó, cái này là không được. Nhân vật này làm dây sinh là không ổn. Rồi fan mình chắc mình nghĩ là xem video của mình rất nhiều rồi. Nên là chắc chắn là trình độ là phải thuộc dạng là master hơn cả mình. Mình chỉ là ultra elite thôi. Rồi ha anh em, chờ hai nhân vật này loading vào là coi như chúng ta vào game. Và liệu mình có trở thành dây sinh hay không? Chắc mình nghĩ là không phải đâu anh em. Mình không phải làm dây sinh đâu, chắc chắn luôn rồi.
nói tiếng Anh gì mà kinh thế. Mình chả biết là họ nói gì nữa. Rồi mình cứ chờ đi, chờ đợi một cái gì đó luôn luôn đến với mình. Mình luôn luôn đến và trở thành tên dây sinh máu lạnh và khát máu. Đâu xem. Thằng kia là anh em cứ xác định nha. Cái thằng đó. What the fuck? Đâu phải là mình đâu anh em. Trời ơi hên. Mình thấy mình giật cả hồn, mình hết cả mình. Ủa kỳ à? Anh em thấy là mình rõ ràng là mình chọn chị Jose da đen lại cho mình cái thằng bẩn bựa này. Làm sao? Game mấy nay quá lắm rồi. Ai làm dây sinh vậy? Một cái nhân vật mà sở hữu level 150. Trời, ngoài đây có máu luôn nè. Mã hiện lần 3-4 cây. Làm như là kinh doanh mã luôn à. Nào kéo này ra coi. Ở có được cái map nè. Có map là coi như mình định càng khôn, mình định giang sơn ha. Bây giờ mình cứ chạy một vòng chơi, gặp dây sinh vô xả luôn. Bất quá làm Tommy thôi anh em à. Màn trước mình định làm Tommy mà thằng dây sinh gà quá. Đứng yên cho giết luôn, cũng không biết bẻ cổ, không biết dặn họng. Làm lúc đầu mình chạy gần chết. Biết vậy khỏi chạy chi mất công, chạy riết chi cho mệt. Ăn đóng cửa ngu thiệt chứ, gặp dây sinh. Gặp dây sinh không qua kiếm mình. Qua kiếm mình là mình tàn đời rồi. Nồi niêu son chảo lấy làm cái gì? Kêu lấy làm gì? Quém luôn. I'm coming. Đâu? Nhân tài chưa ready đây đó anh em. Nghe là biết rồi. Nghe danh là biết là thứ dữ rừng xanh rừng Amazon rồi. Nên là cái màn này rất có thể là mình ready, nhưng mà cũng rất có thể là mình winner. Nói chung cũng tùy theo đi. Tùy theo số phận và số kiếp sẽ an bài cho mình. Bây giờ mình qua cái nhà bên kia mình chôm chĩa đồ ha. Phải chôm cho hết, phải lết cho xong. Ai đây? Mày. Hay lắm. Đây là đây. Ồ xịt luôn. Mình heo cứu người. Không biết chụp ta ấy lụm được mặt nạ này nè, lụm liền. Anh ơi, chết anh vô tình nhưng mà em vẫn cứ chém. Để lại đây. Đi. Chạy đi. Hổ bông phong hoa dục ra. Lại đây. Tuổi gì? Chữ luôn. Chữ khô máu cho cạn trào ráo mắng luôn. Ơ anh Phi Châu không xong rồi. Phi Châu đứt rồi. Ê, mở cửa vô kìa, tự nhiên như ở nhà vậy. Nhân sinh này sao, chỉ biết có đúng có một chiêu bữa thôi. Định chơi chiêu bữa là win hết nguyên màn à. Nó tưởng muốn win là dễ lắm hả? Chào anh. Mày! Biến! Vì giái, ủa gì à, quên rồi. Vì à, quy giái, thú giái gì á. Mình để mình đặt tên mình quên mất à. Lo đánh vệ sinh quả quá quên rồi. Súng nè. Mở ra, chốt làm gì. Mày vô tao bắn á. Tao bắn thiệt á. Đập cửa, mình đập quá cà lem, đập quá heo kéo. Mày hả mày? Biết lai liền.
Em có làm gì đâu, anh deep line rồi mẹ. Deep line mà cũng dí nữa nè em. Thằng bây giờ khó á. Chân nồi luôn nè. Mình giờ mình chuyển sang hệ mình chân nồi luôn. Son chảo. Mình kéo bầy, mình kéo cả lô. Cỡ mà chơi chị Husi da đen là giờ ngon rồi. Bây giờ mình đi lấy áo mình khiêu dây sinh rồi. Đâu à? Đâu rồi ta? Chỗ nào, khu vực nào, lùm cây, bụi cỏ nào, ai chơi chốt cửa, bất nhân mở cửa coi. Chơi chơi chốt là sao? Nó mở ra cho gió nó luồn vào khe cửa. Ở đây sao không có gì hết vậy ta? Tủ này có gì đây? Trời ơi, mở lấy xong cũng đóng tủ lại. Mình không có khi nào mình chơi vậy hết á. Bất quá mình đẩy vô thì có chứ đóng lại là không có á. Tủ này không ai mở hết. Đây chắc giao cái túi đồ nhiều lắm nè. Đây bản đồ hàng chiên chi. Kiến tha. Làm gì mà ở đây mình đi nguyên một cái tập đoàn, đi nguyên một cái hội chợ luôn. Đi. Trời ơi, nghĩ sao giờ này mà kéo bẫy đập chùa. Đập tới ông nội nó chứ đập. Kéo bẫy đập chuột cho cúng cơm hay chi vậy? Đó, qua đây. Rồi, bây giờ thì cứ chờ đợi đi. Ủa này fan mình sao nói tiếng nước ngoài là sao? Chẳng lẽ người nước ngoài có coi channel mình nhờ? Trời ơi, hãnh diện ghê. hãnh diện, vô cùng hãnh diện luôn. Thằng này sao, phân xác rồi đá lên coi. Đá banh đi, vô. Vô, qua cúp tính ơi rồi, vô. Diện banh đi. Nhỏ đó bị ai dí rồi kinh vậy. World Cup đến nơi rồi, giờ chuẩn bị sút nha. Dễ dễ bị sút nè. Mày hả mày gặm nồi đập đầu bị ông đấu rồi. Mày mình đồng da sắt hả? Chờ nữa. Hút luôn. Điết lai liền. Mày chết liền. Máu thì cả đống gì. Vừa vô là thứ mình lụm được là máu. Cái gì Tokuda hả? Chắc mình nghe nhầm. Dạ nghe nhầm đó mà. Ở đây xong có đồ ta. Đồ đạc, nồi niêu, son chảo, chảo dầu cũng được. Quất nó đóng cửa lại coi. Vô bây giờ. Anh ơi tha em đi. Rồi đóng lại. Làm gì biết. Anh ơi anh đâu rồi. Mồ bia rồi tên anh đúng anh. Rồi, Bullet xuất hiện rồi. Bây giờ qua nhà kế tiếp kiếm đồ. Kiếm đồ chuẩn bị thoát khỏi đây anh em. Mình vẫn cần thoát, mình cần là kill Jason. Ôi sao chưa ai làm mì tôm hết ta. Phải có người làm mì tôm chứ. Để kill được Jason, con nhỏ đó cũng biết đi lấy đồ mẹ của Jason nữa hả. Chắc cũng cần mình chỉ dẫn. Chắc cũng cần sự hướng dẫn nhẹ ở mình. Rồi, mình chịu khó lắm. Làm gì mà bu đó nhiều dữ vậy. Có ở đâu, chuyện bình thường. Ở con nhỏ đó xiết Tamina kìa anh em. Ai chết là mì tôm đi. Có gì đâu, chuyện bình thường. Sống chết là chuyện của trời mà. Chạy. Gì đâu chạy. Trời ơi, thằng này làm ăn được gì. Im, mọi người im lặng bình tĩnh. Dạ em chào anh ô. Kìa. Giật cười à. Sao lại bỏ sót ở mình. Mình có làm gì đâu. Ồ, thanh niên đó trở thành mì tôm luôn. Chết thành mì tôm có lý. Xem bộ trí ra nha. Thôi sửa mình ắc quy kiếm thêm điểm. Làm gì làm chạy linh tinh liên thiên chơi. Mình là chịu lái xe lắm.
Rồi đi nào, lên đây nè. À, có gì đâu, à, có được cây mã nè. Đó, lát mì tôm ra có để chém. Mình đi sửa xe đi. Mệt quá, chìa khóa phùng đồ cũng nhiều mà. Chắc xăng cộ đồ cũng đổ ra rồi á. Mấy niên ấy giờ đang gặp nhau ở cuối dòng sông. Thì gặp nhau đó thì mình này mình đi lên tinh, trời chơi. Mình chơi mình trốn dây sinh đến chết luôn. Mình trốn rên thôi. Lại đây lỡm chìa khóa nữa anh em. Trời ơi, chơi thoát hết làm sao. Con nhỏ đó gặp chạy luôn. Không biết khiêu dây sinh là gì. Gì đây? Cái thằng ngu đặt tráp hồi nãy đó anh em. Mình đã dặn bao nhiêu lần rồi, tráp trùng là đừng có bao giờ mà đụng vô, mà trường bề mà đụng vào nó. Mà thanh niên không nghe, đụng vô mới đọc đó chứ. Ủa còn mì tôm với mình luôn hả? Ước gì mình là chị Jose da đen mà không ngờ cho mình chơi thằng Minh Heo này. Chán đấy. Ôi fan mình trốn à. Trốn gì? Thằng dây sinh này nó gà mà, chứ nó rồ là từ nãy giờ coi như là bán muối cắm câu hết rồi. Đi ỉa hết rồi chứ không còn ở đây mà chạy đâu, thấy không? Xe gì xong có mình xăng cộ gì hết hả? Cái gì kỳ vậy? Mà thấy là bắt đầu chữ kỳ. Thôi giờ đi xe 4 chỗ nè. Giờ xe cũng phải kén chọn. Xe 2 chỗ không sửa, xe 4 chỗ mới sửa. Sửa xe 4 chỗ chạy chơi vậy đó. Ai thoát được thoát mình đây mà chơi. Chết bỏ. Game mà thoát rồi còn cái gì vui nữa. Mình phải sống tiếp chứ. Đây hồi Tabina tí đi nào, tới đi tính. Này gõ không anh em, không biết chụp đầu cũng gõ nhưng mà chết được ba mạng. Hay. Mình cũng muốn chơi gõ vậy lắm á. Nhưng mà mình mà chơi gõ là mấy thanh niên toàn level 150 không à. Chơi mình là số dách không. Còn con nhỏ kia có một mình nó là đứa gái cắm đầu cắm cổ chạy. Làm như dây sinh ăn hết của nó hay sao. Ai hèm hà hiếp nó. Trai này ta bảo vệ lê lết luôn mà chạy. Bởi vậy yếu nghề. Cái gì đây? Xăng cổ rồi đầy đủ chưa? Trời ơi. Thiệt tức. Đem mình ác quy. Dạ chào anh. Em làm gì đâu anh. Đi chơi thôi mà anh. Thiệt chơi thì anh cũng dí sao anh khó dữ vậy. Ban tổ chức này khó thiệt chứ. Em vào đây anh ơi, chụp với anh. Ủa giờ anh biết chụp luôn rồi hả? Anh định chụp xuyên cửa sổ à? Đâu rồi, chạy đâu à? Trời ơi dây sinh nó dí mình. Dây sinh nó biết mình. Dây sinh nó dí mình. Sợ gì không biết nè. Chạy chi cho mệt. Gì anh chạy dí mình kinh dị thế. Gõ đầu nó. Làm sợ cắm cuộc chài nữa. Bởi vậy tay mơ. Nè súng nè. Coi nè. Không chơi anh chơi này. Nghe hò hét tao bắn á. Tao bắn thiệt á. Coi chạy đi. Né là quay. Còn đi đâu à? Đi đâu ra cửa cũng rảnh lắm. Ta trong nhà đi ra cửa. Kiếm ông nội nó ngoại hay kiếm gì à? À nãy thấy thanh sắt mình đánh ngon. Dạng đánh ngon lành cành đào đó. Dạng thơm bơ quá, cà rắp. Cà bắp rang bơ á, ghiền. Thằng kia chạy ra ngoài, kia ra ngoài kiếm nó. Làm gì đâu, dí hoài mệt mỏi à. Đâu, bắn ghim, chấn thương sổ não, ghim sổ não, chỉ dây sinh. Này là gọi là biệt đội trôn dây sinh, chết bỏ. Biệt đội này chơi liều lắm. Đúng với câu danh ngôn, chết bỏ. Giờ đang suy nghĩ. Si gì mà si. Có gì làm luôn đi, suy nghĩ gì. Có gì cứ làm tự nhiên. Mày bố lâu.
Đi đi đi, quần nhà này chứ, quần nát thôi. Đâu rồi, chạy đâu rồi. Đi, chạy từ 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 từ, chúng ta cũng bước vào tử địa hả mà. Suy nghĩ gì không biết, suy nghĩ gì nữa. Đánh cái là coi như điên đầu điên óc nó suy nghĩ. Gãi rồi, gãi rồi, gãi cù chài, gãi cù lôi rồi. Chơi dây sinh chạy luôn mà, anh em thấy chưa? Mình mà chơi dây sinh riết bây giờ phải bãi trọ luôn, không dám ở lại đây luôn. Bởi vậy phải nói là trình mình là đạt một cái cấp độ rất là cao siêu gà. Tại vì dây sinh nó quá ngu. Rồi ha, thì mình nghĩ là video này thì mình nên kết thúc tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh này nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Fury đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Oh yeah.